vào thứ hai tới, thì văn phòng cũng tại địa điểm này nè, văn phòng của Dân Biểu Chí Tài sẽ giúp cho bà con, cô bác, những người mà hội đủ tiêu chuẩn điền đơn xin housing và Nam Quang biết. Cái vấn đề xin housing là một cái vấn đề mà bà con rất là quan tâm, tại vì đa số mọi người nghèo đó rất là quan tâm đến vấn đề này, housing. Vâng, kính chào quý vị khán giả của Trust Media Network. Thưa quý vị, hôm nay Nam Quang đứng ở trước văn phòng Dân Biểu tiểu bang Chí Tạ ở địa hạt 70. Thưa quý vị, quý vị thấy là phía sau lưng của Nam Quang ở đây bên này chứ, nó có cái logo của Dân Biểu tiểu bang đó. Thưa quý vị, thì ở phía trước văn phòng Dân Biểu tiểu bang Chí Tạ địa hạt 70, thì tại sao Nam Quang có mặt ở đây là, thưa quý vị, tại vì vào thứ hai tới thì văn phòng cũng tại địa điểm này nè, văn phòng của Dân Biểu Chí Tạ sẽ giúp cho bà con, cô bác, những người mà hội đủ tiêu chuẩn điền đơn xin housing và Nam Quang biết. Cái vấn đề xin housing là một cái vấn đề mà bà con rất là quan tâm, tại vì đa số mọi người nghèo đó rất là quan tâm đến vấn đề này, housing. 12 năm qua là mình không có cái chương trình housing này ở của quận, mà bây giờ thì quận lại mở lại là tại vì quận có được cái khoản tiền rót xuống từ ngân sách của liên bang nha quý vị nha. Sau 12 năm thì chúng ta mới mở lại, quận Cam của chúng ta mới mở lại, cho nên đây là một cái cơ hội mà chúng ta không thể nào bỏ qua được quý vị. Thành ra Nam Quang rất là mình quan tâm đến lại đến đời sống của cư dân, cho nên là Nam Quang muốn đưa cái tin tức này ra đến với lại cộng đồng càng sớm càng tốt. Nam Quang nhớ là cách đây khoảng chừng hơn một tháng, Nam Quang và luật sư Trần Thế Văn, đó ứng cử viên của chức vụ giám sát viên địa hạt 1, cũng đã lên trên chương trình SCT của Nam Quang để mà nói quý vị chuẩn bị cho cái sự kiện này, là chuẩn bị những cái giấy tờ cần thiết để tính đến ngày 18 tây tháng 9 sắp tới là thứ hai đó, thì quý vị có đầy đủ những giấy tờ để mà quý vị điền đơn xin housing nếu mà quý vị hội đủ tiêu chuẩn. Thì thưa quý vị, vào ngày thứ hai tới là ngày 18 đó, thì tại đây là văn phòng của Dân Biểu Chí Tạ sẽ giúp cho quý vị điền đơn nha. Nếu như mà các cô, các bác, các chú, các anh chị không có rành tiếng Anh và có những cái câu hỏi gì mà cần phải được giải đáp và cần được giúp đỡ, thì quý vị đừng có ngần ngại đến văn phòng Dân Biểu Chí Tạ. Ở đây là cái địa điểm Nam Quang sẽ từ từ Nam Quang đọc cho quý vị nha. Cái văn phòng ở đây nó sẽ là 14361 Beach Boulevard, suite là 211 nha quý vị. Thì quý vị rất là dễ tìm, đó là nó nằm ở trên đường Beach, góc đường Beach và đường 11. Góc đường Beach và đường 11, và cái đường mà nó lớn nhất á, đường ngã tư lớn mà gần đó là đường Hazer với lại đường Beach. Nam Quang sẽ quay lại cho quý vị coi cái cảnh ở phía bên ngoài nha. Thì đây là Nam Quang đứng ở trên lầu của văn phòng Dân Biểu Chí Tạ đó. Còn phía trước xa xa đó quý vị thấy không, đó là đường Hazer đó. Quý vị vừa mới chạy tới đường Hazer, quý vị nhìn qua phía bên tay trái là quý vị có thể thấy được văn phòng Dân Biểu Chí Tạ, nó nằm bên tay trái của quý vị. Đó, đường Hazer với lại đường Beach đây. Và đây là góc đường 11 thưa quý vị, đây đường 11. Thì nếu mà quý vị tới đường 11 với đường Beach là quý vị sẽ không có lạc được. Và phía bên kia đường đối diện đó là cái dãy mobile home nha quý vị nha, cho nên là quý vị không có lạc được đâu. Và đây là văn phòng Dân Biểu Chí Tạ. Quý vị tới đây thì sẽ có nhân viên phục vụ quý vị một cách rất là chu đáo. Thì chúng tôi kỷ niệm 10 năm thành lập Teletron Dallas Forward, kính mời quý đồng hương tham dự nhạc hội anniversary hoàn toàn miễn phí trong khu Asia Times Square Grand Prairie Arlington trong suốt 2 ngày, thứ bảy ngày 7 tháng 10 từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối, và chủ nhật ngày 8 tháng 10 từ 1 giờ trưa đến 8 giờ tối. Quy tụ nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Mạnh Quỳnh, Thanh Lan, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Đoàn Phi, Nguyễn Hồng Nhung, Sĩ Đa, Phương Hồng Quế, Phạm Khánh Hưng, Loan Châu, Nguyễn Tiến Dũng, Bé Heo Phương Loan, Thanh Phi, Cải Lương, Linh Tâm, MC Nam Lộc, Giáng Ngọc, ban nhạc Hoàng Nghĩa. Đặc biệt trong 2 ngày nhạc hội anniversary tại Teletron Dallas Fort Worth, nồi cơm điện hiệu Tiger làm từ Nhật chỉ 88 đồng. Fullcoin Max do chính phủ Nam Hàn đầu tư phát triển, một hộp 30 gói sale 300 đồng mua 5 tặng 1. Hắc xăm giảm cân Made in Korea giá 240 đồng một hộp lớn, sale 139 đồng. Perfect Collagen 6000 Made in Korea giá 159 đồng một hộp, 14 chai sale 99 đồng. Ghế massage trị liệu Koyo Modo 2024 Made in Japan 3 năm warranty giá 10.000 sale 7.900
499 đồng. Nệm cứng chống đau lưng Virtuoso Allergan 100% made in Italy, làm từ lông cừu, lông lạc đà, giá 9.000, sale 5.999 đồng. Thứ bảy ngày 7 và chủ nhật ngày 8 tháng 10, kính mong quý đồng hương đến tham dự nhạc hội Anniversary Teletron Dallas Fort Worth hoàn toàn miễn phí trong khu Asia Times Square Grand Prairie Arlington. Điện thoại 972-660-8999. Trang nhà teletronusa.com. Có dịp làm quen với lại anh Hậu. Thưa quý vị, chúng tôi có dịp làm quen với lại anh Hậu, là nhân viên phục vụ trong văn phòng của Dương Biểu Chí Tạ. Hello anh Hậu. Hello anh Nam Quang. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng đã được dịp gặp anh Hậu nhiều lần. Và anh Hậu là một nhân viên rất là tận tụy phục vụ cho người dân của chúng ta. Thì anh Hậu sẽ giới thiệu một chút sơ sơ về những cái công việc mà dân biểu văn phòng dân biểu Chí Tạ sẽ giúp dân như thế nào, thưa quý vị. Hello anh Hậu, đây chúng tôi sẽ nhường cái mic qua bên cho anh Hậu để anh Hậu trình bày đến quý vị đồng hương của chúng ta những cái gì mà văn phòng dân biểu Chí Tạ làm để giúp dân trong những cái ngày tháng vừa qua và sắp tới. Hello anh Hậu. Dạ, hello anh Nam Quang và xin chào quý vị. Mình tên là Hao Quỳ Tiêu, là nhân viên trợ giúp trong văn phòng của dân biểu Chí Tạ ở địa chỉ là 14361 đường Beach Boulevard, số phòng là 211, thành phố Westminster, California. Số điện thoại trực tiếp gọi thẳng vào văn phòng là 714-397-0970. Nhiệm vụ của mình ở đây là tiếp xúc tất cả các quý vị đồng hương trong địa hạt 70. Quý vị nếu có cần sự giúp đỡ liên quan tới vấn đề giống như là trợ cấp hay là xin tiền thất nghiệp hay là DMV hay là đặc biệt cho chương trình gần đây nhất là chương trình housing xin cho quý vị trong khu vực. Và nếu quý vị có sự đóng góp hay là có ý kiến gì muốn đến cho dân phòng dân biểu thì quý vị có thể gọi thẳng tới số điện thoại là 714-379-0970. Thì dân phòng sẽ tận tình giúp đỡ cho quý vị trong đồng hương ở trong khu vực này. Vâng, thưa quý vị, là văn phòng có nhân viên nói tiếng Việt nha quý vị nha, là anh Hậu và cô Hiền, cũng giống như là nhân viên tư vấn là ông Bùi Mạnh Cường, thưa quý vị. Và ngoài đó chúng tôi cũng có nhân viên nói tiếng Anh. Nếu mà quý vị cần những cái ngôn ngữ gì khác thì quý vị cũng có thể là coi như là yêu cầu thì có thể là văn phòng sẽ cố gắng làm giúp đỡ cho quý vị trong coi như là mình nói là hết sức, phải không thưa anh? Dạ. Vâng, thưa quý vị, thì sắp tới văn phòng sẽ có cái chương trình là giúp cho người dân điền đơn xin housing, phải không anh Hậu? Dạ, thì đúng chúng vậy. Tôi sẽ nói chuyện một cách chi tiết hơn với lại ông Bùi Mạnh Cường là chuyên gia tư vấn trong văn phòng của anh Dương Biểu Chí Tạ. Ông sẽ trình bày cho quý vị chi tiết về cái chương trình này như thế nào, phải không thưa anh? Dạ. Rồi bây giờ chắc xin lỗi nha, cái giờ mở cửa là từ 9 giờ tới 8, từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều nha. Dạ từ vâng thứ rồi. Tới thứ 6 ạ. Dạ dạ. Như vậy là cái giờ mở cửa để tiếp dân là 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thì quý vị, các cô, các bác, các anh chị có khi nào mà cần đến liên lạc đến văn phòng của anh Dương Biểu Chí Tạ thì nhớ dùng cái giờ để mà liên lạc nha. Rồi bây giờ đây mình sẽ vô đây để mình gặp bác Cường, là người hiểu biết rất là rõ về những cái chi tiết nào mà người dân cần để mà điền đơn trong ngày 18 đây. Sắp tới. Chút nữa đây Nam Quang sẽ đánh máy cái địa chỉ của văn phòng Chí Tạ và cái số phone để quý vị liên lạc nha. Thưa quý vị. Chào anh Nam Quang. Dạ, thưa anh Cường. Xin anh gửi lời chào đến quý vị đồng hương của chúng ta, thưa anh, những người khán giả đang nghe đài. Dạ thưa, tôi là Bùi Mạnh Cường, là tư vấn chính trị cho dân biểu Chí Tạ ở trong địa hạt 70. Chúng tôi rất là hân hạnh
được đón tiếp anh Nam Quang, Phó Thị trưởng thành phố Westminster đã thăm viếng văn phòng của chúng tôi. Chúng tôi rất là thắc mắc, là ngạc nhiên đó là ngọn gió nào đẩy đưa anh tới đây thưa anh? Dạ vâng, hồi nãy chắc bây giờ mình anh xin mời anh Cường ngồi một chút xíu rồi xong rồi chúng ta sẽ đi vô chi tiết cái vấn đề luôn thưa anh. Vâng, thưa quý vị, sau lưng của quý vị có thể thấy được là những cái logo của quận Cam, cũng giống như logo của tiểu bang California và cái bảng Little Sài Gòn ở phía bên góc bên tay phải đây thưa quý vị. Đó là một trong những cái công trình có sự đóng góp của dân biểu tiểu bang Chí Tạ, Địa Hạt 70. Nhưng mà hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chúng ta chỉ nói về một cái vấn đề mà quý vị đồng hương của chúng ta đang quan tâm, đó là vấn đề xin trợ cấp về gia cư mà chúng ta tiếng Anh hay gọi là housing, phải không thưa anh? Dạ vâng, thưa đúng anh. Housing là một trong những chương trình mà 12 năm mới có một lần. Đây là cái dịp mà rất là hiếm có. Quận Cam do văn phòng của giám sát viên Andrew Đỗ dưới sự điều khiển của luật sư Trần Thái Văn đã tổ chức một, đã xin được một cái trợ cấp của liên bang trợ giúp cho 12.000 căn hộ cho những người có income, có những lợi tức giới hạn. Chúng tôi rất là hân hạnh được đón tiếp tất cả các vị đồng hương có nhu cầu về vấn đề này. Dạ thưa anh. Dạ vâng, để trả lời cho cái câu hỏi của anh Bùi Mạnh Cường, là chuyên gia tư vấn cho văn phòng dân biểu Chí Tạ, thưa quý vị, là cái ngọn gió nào đưa Nam Quang tới đây thưa quý vị? Đó chính là không có gì khác hơn thưa anh, đó là cái vấn đề là cái tâm phục vụ đồng hương thưa anh. Thì Nam Quang vào những cái ngày đầu tranh cử là Nam Quang cũng đã nói rồi là Nam Quang đi tranh cử mình có được cái chức vụ ở trong thành phố để mình chỉ là mình phục vụ dân thôi. Thì có những cái cơ hội nào để mà mình phục vụ dân thì mình phục vụ dân, phục vụ cho dân. Thì Nam Quang thấy đây là một cái cơ hội để mà mình phải thông báo đến cho người dân. Đây là cái cơ hội để mình phục vụ nè. Tại vì mình biết được cái nhu cầu của người dân Việt Nam mình, nhu cầu của người đồng hương mình đang rất là cần trong cái vấn đề trợ cấp về tiền để trả tiền nhà anh cho gia cư đó. Tại vì thời gian này anh thấy là trong cái khu vực, không phải chỉ cái khu vực Little Sài Gòn không, mà cái khu vực Orange County của mình giá thuê nhà tăng cao quá, tăng cao khủng khiếp luôn. Mình nghĩ là hồi trước mình mua một cái nhà mình cũng trả cái giá đó hàng tháng đúng không? Không anh, 2.500-3.000 hàng tháng. Bây giờ nội thuê nhà không là đã trả giống như cái tiền mướn nhà rồi. Thì nó cực cho người dân mình quá. Thành ra cái nhu cầu để mà người dân cần một cái khoản tiền trợ cấp từ chính phủ trong cái vấn đề thuê nhà là nó rất là cấp bách thôi. Dạ vâng thưa anh, thì anh đã đúng là một người đã phục vụ quần chúng đúng lúc. Tại vì do là người dân người ta bầu cho tất cả vị dân cử đó là để phục vụ những quyền lợi của chúng người ta. Thì văn phòng của dân biểu Chí Tạ cũng như là cái chức vụ phó thị trưởng của anh Nam Quan cũng như là của ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí thị trưởng hoặc là dân biểu, cựu dân biểu Trần Thái Văn, là chúng tôi được bầu ra để phục vụ. Tôi là cái người không được bầu ra nhưng mà chúng tôi phụ giúp tất cả những cái vị dân cử ở đây để trợ giúp cái chuyện này. Thì quý các anh thấy rằng là hàng ngày chúng tôi đến đây tình nguyện, tới đây chúng tôi đọc báo tiếng Việt, đọc báo tiếng Mỹ, anh theo để biết diễn biến của cộng đồng của chúng ta Việt Mỹ ở đây như thế nào. Thì để trả lời câu hỏi trực tiếp cho anh và đồng hương cũng đang muốn nhìn biết là về vấn đề là housing. Thì vấn đề housing đấy, tại sao gọi là housing? Housing là một cái cơ quan của chính phủ liên bang thiết lập ra để dành cho những cái người có lợi tức hoặc là có những hoàn cảnh đặc biệt cần có housing. Như anh Nam Quang có nói đó là housing, tiền thuê nhà ở đây từ mobile home cho tới những người ở thuê giá cao quá không chịu nổi. Không có chịu nổi. Quý vị, hàng ngày văn phòng của chúng tôi ở đây tiếp xúc đến cả 50, 70, 100 người. Người nào cũng tới nơi. Bây giờ tôi muốn có housing làm sao trợ cấp
cho chúng tôi được lấy một cái ví dụ, thí dụ như là cái mobile home. Cách đây những người mà già, những người có income thấp tưởng đâu là bán nhà đi rồi thuê ở trong housing hoặc thuê ở trong mobile home apartment nó rẻ. Hồi xưa đó hai phòng ngủ có 700-800 tiền trả đất. Mà bây giờ hai phòng ngủ giờ nó lên tới 2000. Đúng rồi. Mà trong khi đó những người già đó hoặc là những người lợi thấp, income thấp 900-1000 đồng một tháng thì làm cái đó chưa được, cái số income nó chưa đủ trả tiền nhà. Thì đó là lý do tại sao mà vấn đề housing nó ra đời. Và phải cảm ơn rằng là giám sát viên Andrew Đỗ và với cái sự trợ giúp đắc lực của chánh văn phòng là luật sư Trần Thái Văn, ông đã vận động liên bang cho cái chương trình này. Quý vị nhớ là 12 năm về trước có một chương trình một lần, bây giờ 12 năm sau mới có lần thứ hai. Đây là một cái việc mà phải nói là cảm ơn giám sát viên Andrew Đỗ cũng như cảm ơn luật sư Trần Thái Văn đã hợp tác với nhau để mà giúp đỡ đồng hương ở đây. Năm nay chương trình xảy ra có 12.000 units là để cho nhà cho thuê với giá rẻ. Thì chúng tôi lấy một cái ví dụ như thế này. Thế nào là giá rẻ? Thí dụ như là gia đình anh có hai người thì cái income của anh sẽ là phải dưới 57.400 dưới 57.900. Cái đó là cái điều kiện căn bản để mà anh có thể hợp tác được. Nếu mà anh có hai người thôi, hai người thôi mà anh có trên 54.400, 57.400 thì anh không hợp lệ. Anh không hợp lệ. Rồi những người mà có 4 người thì in lợi tức là phải là 71.750. Những người có 7 người thì 89.000 và những người 8 người thì phải dưới 94.570 thì mới được để hưởng cái lợi tức income. Thí dụ như một gia đình có 2-3 người đi, income là dưới 64.600 thì khi có như vậy đó thì quý vị có quyền xin giúp đỡ của chính phủ. Thí dụ như là nhà 3 người thì ở cái căn nhà 2-3 phòng ngủ, mà 2-3 phòng ngủ ở đây đó, ở Westminster, Midway City hoặc là Garangro, cái tiền thuê nhà gần 3.000 đồng một tháng. Đúng anh. Mà trong khi đó đó, 3.000 đồng tháng thì là cái số tiền income của người ta đã vượt quá cái 50% cái số tiền mà lợi tức có thể được. Đó là lý do tại sao chính phủ nhảy vô, step in vô để giúp đỡ cho người dân. Thì cái nhà đó 3.000 đồng dựa trên cái tiêu chuẩn này có cái income là 64.600 đồng. Thì 3.000 đồng đó chính phủ có thể trả cho mình một cái số tiền 2.000-2.500 tùy nhiều cái điều kiện khác nhau. Thì khi đó đó thì cái người được hưởng cái nhà housing đó, tức là được trợ cấp với cái số tiền là 2.500, 2.600, 2.000 tùy theo mỗi một trường hợp khác nhau, thì cái người chủ nhà đó chỉ còn có phải trả có vài trăm đồng bạc. Thì như vậy đó thì cái số tiền mà đã tiếp tiện như vậy đó có thể giúp cho đời sống của họ khá hơn. Thì đó là cái lý do mà chúng tôi có phải nói là chúng tôi văn phòng của dân biểu Trí Tạ rất là tán thưởng cái công việc của giám sát viên Andrew Đỗ cũng như là luật sư Trần Thái Văn đã thật sự phục vụ cái nhu cầu của quần chúng ở đây, thưa anh. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi phải gọi là khen ngợi cái sự phục vụ của ông giám sát viên Andrew Đỗ cũng giống như là ông luật sư Trần Thế Văn, hiện giờ là chánh văn phòng của ông giám sát viên Andrew Đỗ, thưa quý vị. Mình biết được là anh Trần Thế Văn vào cái thời gian trẻ lúc mà anh 20 tuổi anh đã hoạt động để phục vụ cho cộng đồng rồi anh.
cái địa danh Little Sài Gòn mà ra đời được công nhận chính thức bởi cựu thống đốc là ông Domitian đó, là cũng do cái sự đóng góp rất là lớn của anh Trần Thế Văn trong thời gian đó. Thưa anh, ngày hôm nay chúng ta nói về vấn đề Hào Vinh. Chúng ta sẽ có cơ hội nói về cái cá nhân anh Trần Thế Văn thì có thể nói nửa buổi mới hết. Rất là cảm ơn anh. Mình nhân cái dịp này thì mình đang nói về Trần Thế Văn thì mình nói chút xíu, mình mở ngoặc thôi. Nhưng mà cái về vấn đề housing đó, thưa quý vị, nó quan trọng là cái chỗ này. Quý vị thấy là hiện giờ tất cả các thành phố ở trên toàn nước Mỹ đối mặt với lại cái tệ nạn mình gọi là homeless, là người vô gia cư đó, gia tăng chóng mặt luôn, thưa quý vị. Nhưng mà thì tại sao mình nói là có cái tình trạng vô gia cư là tại vì là cái vấn nạn là về hút chích xì ke ma túy. Rồi còn có thêm là một phần nữa là người ta không có đủ tiền để người ta trả tiền nhà. Người ta làm ra không có đủ để mà người ta thuê phòng, thuê nhà. Cuối cùng người ta đi ra ngoài đường người ta ở hết. Thành ra đó là một phần của cái vấn đề không có income để mà trả đủ tiền thuê nhà, cho nên người ta đi ra ngoài đường người ta ở, thành ra homeless anh. Thành ra bởi vậy là đây là cái chương trình rất là thiết thực đối với lại người nghèo. Vâng, nhân tiện anh nói đây thì là chương trình này đó là chỉ giúp đỡ cho những người có income giới hạn, thưa anh. Có income giới hạn. Tuy nhiên những người không có income, không có lợi tức ấy, thì chính phủ vẫn giúp cho những người hiện tại bây giờ đó lãnh tiền thất nghiệp. Hoặc là ngay cả anh nói về vấn đề mà những người homeless, chính phủ county hiện nay đó đang trợ giúp những người homeless, đang xây cất nhiều cái căn hộ, nhiều cái căn apartment để cho họ thuê. Thí dụ như trường hợp của giám sát viên Andrew Đỗ cũng như là luật sư Trần Thế Văn đã đưa cái vấn đề housing, vấn đề nhà cửa cho những người homeless ở Santa Ana. Chúng ta sẽ sửa soạn có khoảng vài trăm căn hộ để cho những người homeless, cho những người mà không có income, cũng như là ba thành phố Westminster, Garden Grove, Fountain Valley cũng đang hợp lại với nhau xây khoảng chừng độ 80-90 unit để cho những người homeless. Thành ra vấn đề đó là một cái vấn đề mà nó gọi là quốc gia rồi, chứ không còn phải là vấn đề của thành phố nữa, thưa anh. Vâng, thưa anh. Chẳng nói về cái vấn đề mà thành phố Fountain Valley, Westminster với lại Gunro hợp tác lại với nhau dưới sự giúp đỡ của quận luôn đó, sự giúp đỡ của ông Andrew Đỗ đó với lại ông chánh văn phòng Trần Thế Văn đó, thì là chúng tôi có xây dựng một cái building mà chúng tôi gọi là cái Navigation Center. Cái đó là để thuần túy là để phục vụ cho cái công việc giải quyết cái vấn nạn vô gia cư ở trong ba thành phố, thưa anh. Và chắc sắp tới vài tháng nữa thì chúng tôi sẽ hoàn thành cái chuyện đó, và nó sẽ giúp để mà giảm thiểu cái vấn đề vô gia cư ở ba thành phố này. Thì đó là một trong những cái công việc rất là tốt của County với lại thành phố Westminster, cũng giống như là hai thành phố bạn Fountain Valley với lại Gunro đã thực hiện và đang thực hiện, thưa anh. Nhưng bây giờ mình quay trở lại cái vấn đề housing thì nếu như mà một người thì income khoảng chừng bao nhiêu thì thì bây giờ nó rất là dài nha. Giờ tôi đọc sơ qua chút xíu mà tất cả các đồng hương có cái sự đồng ý, có cái nhu cầu đó, chỉ cần gọi điện thoại cho chúng tôi ở số 714-379-0970 là quý vị biết hết. Chúng tôi đã gửi ra những cái bản thông cáo về housing này cho tất cả quận cam này, thì chú quý vị thấy là trong cái đơn vị 70 ấy, là chúng tôi đã gửi ra những cái thông báo số 1 nói về những cái điều kiện để được hưởng cái housing, cũng như là cái thông cáo để nhắc nhở, cố vấn, tư vấn thêm cho quý vị đến phải làm cái gì cho cái xin điền đơn cho cái vấn đề housing này. Bây giờ trở lại cái câu hỏi chính của là anh Nam Quang đã hỏi chúng tôi, thì chúng tôi 1-8 người ở trong sinh sống tại quận Cam này đều có thể xin được housing với những điều kiện như sau. Nếu cái cá nhân điền đơn đó, một người
thì là 50.250, hai người thì 57.400, tức là income, cái lợi tức nó phải dưới cái số đó. Ba người thì 64.600, bốn người thì 71.750, và năm người thì 77.500, sáu người là 83.250, và bảy người đó là 89.000, và tám người là 94.750. Cái số tiền như là 980.000 như vậy xem nó có vẻ lớn, nhưng mà với cái số người mà trong gia đình 7-8 người như vậy thì với cái vật giá leo thang là không ngừng như vậy, ra cửa nhà, gia cư, tiền thuê rất không ngừng như vậy, thì cái số tiền này nó như muối bỏ bể vậy. Đó là lý do tại sao mà luật sư Trần Thái Văn cũng như là ông Andrew Đỗ đã bỏ rất nhiều thì giờ vận động từ Sacramento cũng như là vận động ở trên liên bang, tiểu liên bang, để mà được cái chương trình này sau 12 năm. Thì đó là một cái điều. Nhưng mà chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị rằng là những ưu tiên cho những cái người mà cựu chiến binh Hoa Kỳ, những người già, những người có tàn tật, những người có income thấp, hoặc là những người thất nghiệp, hoặc là những cái người mà homeless, chúng ta đều được giúp đỡ, đều được giúp đỡ hết. Chúng tôi cũng xin mở một cái dấu ngoặc nữa, rằng là ba thành phố Anaheim, Garden Grove và Santa Ana không được hưởng chương trình này, vì ba cái thành phố này người ta có một cái chương trình khác cũng của liên bang trợ giúp, nhưng mà người ta xin riêng rẽ, người ta không dính tới cái chương trình của quận Cam như vậy. Thành ra chúng tôi xin nhắc lại là những người ở Grand Rose, Anaheim và Santa Ana thì xin đợi, có thể là trong tháng 10 này chúng tôi có đầy đủ chi tiết thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị để quý vị giúp đỡ. Thành ra hiện tại bây giờ đó, văn phòng của Dân Biểu Trí Tạ mở cửa từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, và chúng tôi sẽ giúp đỡ đồng hương xin phát đơn cũng như là xin trợ cấp xã hội bắt đầu từ ngày thứ 2 cho tới ngày 29 tháng 9 này. Quý vị có 11 ngày để xin điền đơn. Thành ra chúng tôi xin yêu cầu quý vị là tới trực tiếp văn phòng chúng tôi bắt đầu từ ngày 18 thứ 2 này để chúng tôi có thể giúp đỡ được. Quý vị có thể tới nhiều người cùng một lúc, văn phòng chúng tôi vẫn có thể tiếp đón được quý vị. Chúng tôi có nhiều người tình nguyện và nhân viên phục vụ quý vị. Chúng tôi có những văn phòng cạnh đó lớn để có thể tiếp đãi được khoảng 50-70-100 người cũng được, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn tận tình quý vị. Thành ra quý vị an tâm là văn phòng của Dân Biểu Trí Tạ được thiết lập ở ngay trung tâm Lý Thái Sài Gòn, một cái địa điểm ngay đường Beach Boulevard và đường Hazard, rất là tiện lợi cho quý vị. Quý vị không thể nào có thể không tìm được cái văn phòng này. Thì mục tiêu của chúng tôi là chọn lựa cái văn phòng này để cho đồng hương tới dễ dàng hơn. Thì chúng tôi vừa phục vụ đồng hương Việt cũng như người cư dân Mỹ ở đây. Tuy nhiên, những người đồng hương của chúng ta cần có sự giúp đỡ nhiều, những người mới tới hoặc là những người có vấn đề ngôn ngữ giới hạn. Thành ra tới đây với chúng tôi, và chúng tôi như anh Nam Quang có giới thiệu, chúng tôi có 3 người nói tiếng Việt và 3 người nói tiếng Mỹ, am hiểu tình hình chính trị tại đây cũng như nhu cầu của quý vị. Thành ra chúng tôi, quý vị không ngại ngùng gì mà không tới với chúng tôi. Xin quý vị tới văn phòng là 14631, 14361, 631 đường Beach Boulevard, 14361, 14361 đường Beach Boulevard, phòng số 211, thành phố Westminster, gần góc đường Beach Boulevard và đường Haza. Thì đó là một cái địa điểm quý vị không thể không tìm được. Và quý vị có thể gọi một lần cho văn phòng của chúng tôi là 714-379-0970, 379-0970. Chúng tôi hy vọng được đón tiếp thật đông quý vị đồng hương đến đây với chúng tôi vào ngày 18 tháng
9 sắp tới, thứ hai tuần tới thưa anh. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Bùi Mạnh Cường là người cộng mình gọi là tư vấn và là nhân viên tư vấn trong văn phòng của anh Dương Biểu Chí Tạ. Thưa quý vị, một lần nữa Nam Quang nhắc lại cho quý vị nha, ở trên màn hình có cái địa chỉ của văn phòng và cái số phone của văn phòng đó, nhưng mà Nam Quang cũng cẩn thận, Nam Quang nhắc lại một lần nữa là 14361 Beach Boulevard, phòng 211 ở trên lầu nha quý vị nha. Quý vị vừa mới lên cầu thang cái là quý vị thấy rồi. Khu vực này có thang máy để phục vụ cho các cô các bác, các anh chị mà không có khả năng mà đi lên cầu thang được đó, thì có thang máy đàng hoàng. Thành ra quý vị tới để mà nếu mà quý vị cần sự trợ giúp về những cái chi tiết hơn trong cái vấn đề mà điền đơn thì quý vị tới văn phòng của anh Dương Biểu Chí Tạ. Còn nếu như mà ở nhà quý vị có người thân đồ này nọ đó mà có sẵn sàng giúp đỡ quý vị điền đơn online thì quý vị cũng có thể điền đơn online được nha. Thì đó là một trong những cái thông tin rất là hữu ích mà Nam Quang muốn truyền tải đến đồng hương của chúng ta. Những người nào mà không có nhu cầu về housing nhưng mà biết bạn bè, bà con, chòm xóm của mình đang có cái nhu cầu về housing thì cũng nên gọi là share, chia sẻ cái link này của Nam Quang, cái clip này của Nam Quang đến với lại quý vị, bạn bè của quý vị nha. Thì một lần nữa rất là cảm ơn anh Cường. Dạ vâng, trước khi chấm dứt chương trình này thì chúng tôi phải thăm viếng một số cơ sở thương mại ở đây. Đó là cái công việc thường ngày của chúng tôi. Để mà khuyến khích cho người ta mở ở đây thì chúng tôi xin nhắc lại một văn phòng của Dân Biểu Chí Tạ có phục vụ cho đồng hương nói tiếng Việt một tuần lễ 5 ngày, từ 9 giờ sáng tới 10 giờ, từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều và từ thứ hai tới thứ sáu. Để xin vị quý vị cứ gọi điện thoại cho chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp đón quý vị. Nếu chúng tôi không giải quyết được vấn đề, chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị đến những cái cơ quan trực tiếp lo cái vấn đề cho quý vị. Thì quý vị an tâm, quý vị có nhiều thời giờ để tới văn phòng của chúng tôi. Cần thêm chi tiết xin cứ gọi cho chúng tôi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đừng quên ngày 18 tây tháng 9 này, thưa quý vị, thứ hai này, văn phòng Dân Biểu Chí Tạ từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vâng, 18 tây tháng 9 cho tới ngày 29. Đúng rồi thưa quý vị, ngày 18 tây tháng 9 kéo dài tới ngày 29 tây tháng 9 luôn, là văn phòng Dân Biểu của Chí Tạ sẽ mở cửa để phục vụ cho quý vị vào những cái ngày làm việc trong tuần thôi, đúng không anh? Trong tuần thì chúng tôi, cuối tuần thì chúng tôi có những cái chương trình sắp thông báo sẽ kế tiếp là ở những nhà thờ hoặc là ở chùa. Nếu có thể tụ tập được đông đảo người thì chúng tôi cũng thể bỏ cái thời gian cuối tuần của mình ra phục vụ. Thành ra chúng tôi là văn phòng Chí Tạ được lập ra để phục vụ. Thành ra chúng đây là cái dịp may hiếm có, 12 năm mới có một lần thôi. Thành ra chúng tôi cố gắng là hy sinh cái quyền lợi cũng như là cái đời sống tư trong vòng 10 ngày để trợ giúp cho đồng hương thưa anh. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Cường. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại cho quý vị trong chương trình kế tiếp thưa quý vị. Cảm ơn anh. Kỷ niệm 10 năm thành lập Teletron Dallas Forward kính mời quý đồng hương tham dự nhạc hội anniversary hoàn toàn miễn phí trong khu Asia Times Square Grand Prairie Arlington trong suốt 2 ngày, thứ bảy ngày 7 tháng 10 từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối và chủ nhật ngày 8 tháng 10 từ 1 giờ trưa đến 8 giờ tối. Quy tụ nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Mạnh Quỳnh, Thanh Lan, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Đoàn Phi, Nguyễn Hồng Nhung, Sĩ Đan, Phương Hồng Quế, Phạm Khánh Hưng, Loan Châu, Nguyễn Tiến Dũng, Bé Heo Phương Loan, Thanh Vy, Cải Lương Linh Tâm, MC Nam Lộc Giáng Ngọc, Ban nhạc Hoàng Nghĩa. Đặc biệt trong 2 ngày nhạc hội anniversary tại Teletron Dallas Fort Worth, nồi cơm điện hiệu Tiger làm từ Nhật chỉ 88 đồng. Full Coin Max do chính phủ Nam Hàn đầu tư phát triển, một hộp 30 gói sale 300 đồng mua 5 tặng 1. Hắc Sâm giảm cân Made in Korea giá 240 đồng một hộp lớn, sale 139 đồng. Perfect Collagen 6000 Made in Korea giá 159 đồng một hộp, 14 chai sale 99 đồng. Ghế massage trị liệu Koyo Modo 2024 Made in Japan 3 năm warranty giá 10.000 sale 7.999 đồng. Nệm cứng chống đau lưng với
Pertuso Allergan 100% made in Italy, làm từ lông cừu, lông lạc đà, giá 9.000, sale 5.999 đồng. Thứ bảy ngày 7 và chủ nhật ngày 8 tháng 10, kính mong quý đồng hương đến tham dự nhạc hội anniversary Teletron Dallas Fort Worth hoàn toàn miễn phí trong khu Asia Times Square, Grand Prairie, Arlington. Điện thoại 972-660-8999. Trang nhà teletronusa.com.